Gì? Không lẽ mẹ là thủ phạm hả? Đây cũng là một cái thử thách đó con. Trong buôn bán, trong kinh doanh thì phải có thử thách chứ. Mà tụi con á, thử thách cũng được á, thì mới khách hàng mới tin tưởng tụi con, mới mua bán với tụi con lâu dài được, hiểu chưa? Nhưng mà khách hàng bây giờ khó lắm mẹ. Với lại biết bao nhiêu người bán ở ngoài kia, người ta mua của mình, người ta thấy mình gian lận vậy, mình giao không đúng hàng rồi này kia, là người ta đi mua chỗ khác liền, mình đâu có cơ hội sửa sai đâu mẹ. Nhưng mình làm ăn là phải có uy tín. Ủa? Với lại mày làm vậy á, là mất khách của tụi con luôn đó. À, đứa thì nói là uy tín, đứa thì nói mất khách. Đâu có sao, như vậy thì nghỉ bán, đừng có bán nữa. Hả? Chứ người ta nhìn vô, người ta nói cái gia đình này hình như là khánh kiệt rồi, thiếu nợ, thiếu nần, hay là cầm cố nhà cửa gì đó. Cho nên bây giờ mới để cho con dâu, rồi con ruột đi buôn bán lượm từng đồng, từng cắt như vậy. Lúc đó, muối mặt mẹ thì tụi con có nghĩ được cái cảm giác đó hay không? Mẹ. Nè, vậy thấy mẹ nói đúng á. Hai đứa tự nhiên buôn bán chi, bây giờ gặp ai cũng rao, gặp ai cũng mời. Bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải giữ thể diện cho cái nhà này, cho ba, cho mẹ, biết không? Có con rắn không mà phá cái giấc ngủ người ta. Chị Thanh, em nói chị Lan nói đúng á. Tại vì giờ chị bầu bì như vậy rồi mà chị cứ thức đêm rồi dậy sớm như vậy, ảnh hưởng đứa con đó. Chị thấy sức khỏe chị bình thường, có ảnh hưởng gì đâu. Với lại chị làm ăn chân chính, có lừa gạt ai đâu mà ngại này ngại kia. Mẹ đưa chị 50 triệu tiền cưới rồi, chị bỏ ra, chị lấy hàng nè, rồi xong rồi chạy tiền PR quảng cáo đồ này kia nọ. Bây giờ không bán ngưng cái rồi bỏ hết tiền hả? Chị quyết tâm không bao giờ chị bỏ cuộc đâu. Sao mà làm giàu khó quá vậy nè? Để coi sợ cái này. Ê ê, con gái yêu là mẹ biểu của con. Qua đây. Tiền đâu nhiều vậy? Nè, đưa mẹ cất cho, để mai mốt có mà xài. Chứ con mà không tiết kiệm là mất hết đó nghe chưa? Không được. Tiền này là tiền quỹ lớp con mà, đâu phải tiền của con đâu. Với lại tiền này là để con đặt rau câu nè, bánh cookie nè, pate nè, với lại là bánh bông lan nữa. Tại vì sắp tới lúc con có lớp học ngoại khóa. Ủa vậy hả? Vậy thì... À, mà mẹ biết chỗ nào làm ngon không? Chỉ cho con đặt đi. Không có chỗ nào ngon bằng là tay nghề của mẹ còn hết. Con cũng công nhận luôn. Mẹ làm là số 1 nha. Với lại á, nếu mà mẹ làm á, thì con có dịp được khoe tài nấu ăn của mẹ giúp bạn bè con. Đúng rồi. Vậy thì đưa đây mẹ làm cho. Thôi mẹ giữ đi. Nè, nhưng mà ngày mai mẹ làm trước cho con 50 hũ rau câu, 20 cái bánh bút kỳ, 10 hộp pate, với lại 10 cái bánh bông lan nha. Để con mang lên lớp coi là mấy bạn con thích không. Nếu mà thích thì sau này những cái dịp ngoại khóa của lớp con, mẹ nấu hết luôn nha. Mẹ làm hết luôn. Tất nhiên rồi, mẹ làm cho. Nhưng mà nè, mẹ nói một câu này nha. Đâu đó rõ ràng mẹ con là mẹ con mà phải chia sòng phẳng nghe chưa. Kìa. Gì? Ủa, bận rộn quá trời quá đất luôn á, mà cứ kêu réo ra đây làm gì không biết nữa hả? Bận rộn làm bánh kem, bánh rau câu, bánh bông lan quá, cho nên là không có thời gian đi uống nước với bạn bè phải không? Ủa, bà nói gì vậy? Tôi không hiểu gì luôn á. Trời đất ơi, cái tiệm ăn Ngọc Hân của bà nó nổi tiếng khắp trang mạng luôn, ở nó mà giấu. Ờ, tiệm ăn gì? Thì tiệm bánh đó. Trời ơi, đắt quá trời đắt luôn vậy đó. À, trời ơi, cái con bé Dạ Hân này thiệt tình á, làm bánh, đổ bánh, rồi đổ bánh bông lan này nọ, làm bột gì để cho mấy đứa họ bạn học nó học theo. Rồi bà biết tôi khéo tay mà, cho nên nó hả, nó nói mẹ làm cho lớp con đi mẹ. Chỉ gọi là nữ công gia chánh đi mẹ, mấy đứa nó vụng về quá mẹ ơi, chỉ tôi đó. Rồi chỉ rồi cứ luôn tiện cái bà làm bà bán luôn phải không? Trời ơi, ít nhất bà cũng phải kêu tôi qua tôi phụ với bà chứ, bạn bè nè không có chia sẻ gì trơn, bà giấu tôi làm gì vậy? Phụ cái gì? Tôi có làm gì đâu phụ. Đừng có cãi. Đây cho bà coi nè. Tang chứng vật chứng nằm đây. Đây, hình ở trên mạng đưa lên đây. Nguyên cái ổ bánh bông lan bự chà bá. Đó, thấy chưa?
Trời ơi, trời bán bánh bông lan mà làm gì bán một xoàn vậy đứng đó chứ. Sang chảnh vậy chưa? Hàng chi nó kêu tôi chụp hình. Ai về rồi cái con bé này về đánh đòn nó chết luôn, làm mắc cỡ ghê vậy đó. Mắc cỡ cái gì? Buôn bán đồ ăn mà hàng ở trên mạng này là tôi nói cho bà biết nha. Một tháng lời mấy chục triệu luôn á. Bà làm quá à, làm gì mấy chục triệu? Tiếc chứ bộ. Trời ơi, tôi nói thiệt nha. Buôn bán cái kiểu này nha, khỏi cần thuê mặt bằng nè, khỏi cần thuê người nè, rồi khỏi cần dọn dẹp gì hết trơn á, khỏi tiếp khách luôn. Nhưng mà bán rất là khỏe, chỉ cần ở nhà mình làm được cái mình ship hàng cho người ta thôi. Trời ơi, đã lắm á, có gì đâu mà giấu, thấy không? Chia, mình nói tôi đi, tôi chia sẻ cùng với bà. Có nhiều đâu, một tuần vậy được có 3-4 triệu đồng hả? Hả? 3-4 triệu đồng? Có vậy chứ không có nhiêu hết nè bà ơi, trời ơi. 3-4 triệu mà không có bao nhiêu hả? Trời đất ơi, một tuần 3-4 triệu là một tháng tới mười mấy, gần 20 triệu đó bà. Tính ra nhà ngon hơn là bà đầu tư thị trường bất động sản luôn á. Cái gì? Chứ gì nữa? Nó nghe nè, chưa kể đó, con bà nó làm á, nó bỏ túi riêng nữa đó. Thấy chưa? Ngon không? Cứ vậy mà làm đi, không ấy cho tôi hùn vốn chứ. Bà này ghẹo tôi hoài. Mẹ vô được không? À, dạ, mẹ. Gì mà giấu? Đang bán hàng online thì mẹ biết mà, giấu chi? Hả, đúng không? Dạ, tại tụi con muốn bán hết mấy cái hàng mà bữa lấy công ty ba mẹ bán thanh lý cho xong để thu hồi vốn. Mẹ hỏi thiệt nè, có bán được không? Hay là chỉ đủ tiền xăng đi giao thôi? Dạ lời chứ mẹ. Không lời bán chi? Chứ mẹ thấy nghe thằng Tôm á, nó là con trai. Trời ơi, mà để đi giao hàng từng cái túi sách, thấy thương gì đâu á, tội nghiệp quá trời quá đất đi à. Dạ, tại vì á, tiện đường anh Tôm đi làm á, cho nên con gửi một số đơn hàng cho anh Tôm giao luôn. Sẵn đó mình không phải tốn tiền ship, con lấy cái tiền đó đưa cho anh Tôm xài mẹ. À, vậy hả? À, dạ. Alo. Dạ, dạ em nghe. À, dạ dạ dạ, một hộp rau câu, 2 bánh bông lan, với lại 2 bánh cookie đúng không chị? Dạ rồi, giao địa chỉ cũ đúng không? Dạ rồi, em nhớ địa chỉ rồi. Dạ có gì trước khi giao em gọi chị nha. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Ủa, con nhỏ này, quá ra thủ phạm là con. Ha mẹ, chưa bao giờ đánh một cái nào hết mà giờ thủ phạm là con. Nó kêu mẹ làm bánh, nó nói là giao cho lớp nó. Lớp mày, thì ra là ha mẹ làm bánh cho con, up lên mạng, bán online như vậy đó hả? Mẹ con xin lỗi. Nhưng mà cũng tại mẹ làm bánh ngon quá chứ bộ, cho nên là tụi con mới đăng lên mạng bán hàng kiếm thêm thu nhập. Trời ơi. Dạ. Tiền dư á tụi con đưa mẹ, xong rồi tụi con còn để tiết kiệm cho mẹ nữa nè. Cái này là tiền lời á mẹ. Ủa thiệt hả? Dạ. Thiệt. Con trừ hết mọi thứ tiền rồi, cái tiền dư lại á con bỏ vô đây tiết kiệm. Vậy sao nói mẹ biết ngay từ đầu? Trời ơi, nói từ đầu để mà mẹ làm bánh cho tụi con úp lên bán được đúng không? Mới dư mới lời bỏ tiết kiệm đúng không? Dạ đúng rồi. Nói dù bạn anh đang trường á. À đúng rồi, quán của bạn anh đang trường á, muốn đặt rau câu với lại bánh bông lan rau dài, nhưng mà con không dám nhận. Sao không nhận? Có lời thì phải nhận chứ đúng không con? Thì cứ nhận đi, mẹ mà làm không xuể đó, mẹ cứ gì quậy gì trao phụ mẹ một tay, làm đủ cái số lượng bán với người ta. Hai gì mà một tay rồi á, mình bán đắt quá, mình có tiền nhiều quá, thế là mình up lên rần phát triển lên. Ôi, vậy là mẹ chịu làm để tụi con bán hả mẹ? Thì mẹ làm. Nhưng mà nè, mẹ nói nha, tiền của mẹ tụi con không cần phải giữ. Rồi nếu như mà có lời nhiều á thì mẹ trừ vô tiền điện, tiền nước. Mà lời nữa đó, mẹ trừ vô tiền cơm của tụi con hàng ngày đó nghe. Vậy đi ha. Dạ. Mẹ, vậy mẹ cho tụi con bán túi sách luôn nha. Mẹ cho tụi con bán hàng online luôn nha mẹ.